我有谭宗小武，无敌僵尸，世界财富都归我所有，我无往不利了。怎么样？这两手，这种手还挺残的。灵不灵啊？这个你看别，头残的头。怎么样？灵了，灵了。人手。你好，爷爷叫你做事，好毛没浪的，快上来来留的，快呀，快点，进来。我们开始吧，哈。就打包好的。怎么样？电脑。给他这么飞的，看着，打起！我要玩了，他蒙着吗？让我玩了！这就到底。救命！狗腿尖，哇哇嘿，狗腿尖头。有好，俺能练功了，功法。有好，俺能练的。俺能操腿。俺能操腿。有好。有零钱，好吗？好吗？等等，哎，快点，快点，快点！赢了，队长，快点啊！金爷爷，我来了。好，金妹，坐着等等。奇怪，怎么搬不动？再操，看不拉得紧。哎呦，啊！原来就是你们俩这么坏。跪下！李叔。
为了你们两个的玩意儿，差点害死你。这是小黑出的主意了。拜托，小队长，你们两个还是跪着，跪下来，他们准备，他们准备。小队长，刘队长，你没事吧？哎，对了，你老远跑来有什么事？ Nó ra thì dài dòng lắm. Gần đây, ở trong kinh thành, những nhà giàu sang liên tục nhận được những tấm thiệp đen. Mà hãy nhận được những tấm thiệp đen này trong vòng 3 ngày thì sẽ bị cường thị khám xét đó. Bây giờ, tôi không biết phải làm sao. Bắn! 啊！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 
đấy. Chuyện này không đơn giản đâu. Không lẽ đội trưởng muốn là tặng quà đến đây? Thế thì kỳ lắm. Ông Kim à, xin ông hãy cứu cậu của tôi nhé. Thôi được, để tôi giúp. Cảm ơn ông Kim. Tôi đã cử người đi tìm Hoặc Dân đạo trưởng rồi. Được, tôi thu dọn, sẽ đi theo các người. Con cũng đi nữa, con cũng đi nữa. Này, miễn bàn. Đêm nay, ông Kiều đạo trưởng ở đến đây. Các người phải ở nhà tiếp ông. Mày tiếp tục làm việc. Còn tụi mày thì tiếp tục đi phạt quy. Tiểu đội trưởng, chúng ta đi. Dập dập. Từ từ mà quỳ đi nhé.